xanh xuất phát khu vực màu xanh. Vật 5C, Thu Minh mặc áo đỏ xuất phát khu vực màu đỏ. Thầy muốn xem hai đội đã sẵn sàng chưa? Vâng, đã có tín hiệu sẵn sàng từ hai đội. Và chúng ta cùng nhau đếm ngược. 3, 2, 1, bắt đầu. Vâng, thời gian đã bắt đầu tính cho cả hai đội. Trong game chúng ta mỗi một trận đấu có 3 phút. Và chúng ta sẽ đếm ngược từ 180 giây trở về không. Điểm số đầu tiên cho đội đỏ. 3 điểm đầu tiên cho đội đỏ. Vâng, 5 điểm cho đội xanh. Tỷ số bây giờ đang là 5-3. Tạm thời nghiêng về đội xanh ở giây thứ 158. Vâng, và hai đội chơi có hành động rất fair play, đó là không xâm phạm lẫn nhau. Vâng, và cả hai đội thầy đều thấy là đều chuyển hóa những bàn thắng của mình thành cơ hội vô cùng đáng tiếc. Bây giờ Thu Minh đã bị bất lợi một chút rồi so với Hoàng Thanh, khi mà Hoàng Thanh đã tiến đến khu vực quả bóng màu vàng. Quả bóng vào màu vàng liệu có vào trong giỏ không? Vâng, vẫn chưa được. Khéo léo vào thì sẽ vào, trong khi Thu Minh vẫn chưa có được lợi thế của mình. Vâng, Hoàng Thanh, vâng, bây giờ thì khó rồi. Khó rồi, thầy đã biết khó rồi. Trận đấu kết thúc ở giây thứ 113.